Ngày 24 tháng 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức xử lý quỹ nổ an toàn gần 2 tấn đạn dược còn sót lại sau chiến tranh thu gom trong dân năm 2023. Cụ thể các loại đạn dược, quỹ nổ lần này gồm đạn cối các loại, đầu đạn pháo 105 ly, 155 ly, đạn M79, các ngòi đạn pháo cối dân dân. Để hoàn thành tốt công tác quỹ nổ, số lượng lớn đạn dược này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, thành lập đội xử lý quỹ nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị đúng theo kế hoạch đề ra. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tích cực chủ động dò gỡ, rà phá, thu gom bom đạn và đầu đạn dược còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã xử lý an toàn nhiều loại đạn dược và đầu đạn pháo các loại. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không được nhặt, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sát dụng.